Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Đại tướng xin kính chào quý bà cô bác và toàn thể anh em. Kính thưa quý vị, hôm nay là ngày 18 tháng 5, tức là ngày Đức Thầy khai sáng đạo Phật giáo Hòa Hảo kỷ niệm 84 năm. Và trong cái buổi tối này, thay vì chúng ta cầu nguyện với Thầy Nga và đồng giảng, thì trong chương trình buổi tối ngày hôm nay, ngày 20 khai giảng chương trình lớp học giáo lý căn bản, thì sẽ tổ chức chương trình đọc 8 điều căn cấm để ôn lại 8 điều căn cấm. Thì giờ đây mời quý vị ta coi qua mấy tiểu nhí để đọc 8 điều căn cấm nha. Đây là mấy em nhỏ đã chuẩn bị chút nữa đây sẽ lên đọc nha. Đây là mấy đứa con. Học nghi đặng công nhận từng tham gia một lớp học của bài đạo cảnh đến đây để đọc lại 8 điều năm cấm cho mọi người cùng nghe, và chúng ta sẽ cố gắng lắng nghe cho kỹ để coi đọc đạo thành thật có chúng hay không nghe. Rồi trước khi đọc đạo lên trên chỉ đàn đọc lại 8 điều năm cấm, mời cho một chàng có tay. Điều thứ tám, tất cả phải luôn lập nhau trong một gia, nhiều nhất là
thành cảm giác về nhớ cõi tây phương năng dưỡng mà học đạo cho hoàn toàn đã trở lại cố giới phương tâm. Tất cả thiện nhân tín nữ trong tôn giáo nhà Phật hướng cảnh diệu trên mình có kệ giảng là giữ gìn không quá nước nhà, giữ những tục lệ chân chánh, bỏ tất cả những sự dị giống mê tín thái quá mà làm cho đạo đức suy đồi. Đạo Pháp Thường Hạ Dung Giới Hòa Xét Người Cho Cổ Xét Thanh Tăng. Nếu người rõ bằng vui lòng thân, ta cũng được rồi ngồi thân. Giờ đã nút giờ đi, anh Biên là sứ ngôn mà MC rồi. Rồi cho 10 điểm về chỗ bị gói. Có ai kiểm tra mình thấy tập thở mình còn có đặt từ nào không? Vì thành thánh không bao giờ dùng hối lộ mà tha tội cho ai.
Vì nếu các làm tội sẽ hưởng tội, còn những hạng thánh đồ cúng kiến mà làm hết mình là tà thần. Nếu ta cúng kiến mãi thì chúng ăn quen sẽ nhiễu hại ta. Điều thứ sáu, ta không nên đốt kiếm tiền vàng bạc với quần áo mà tốn tiền vô ý. Vì tội thiên nhiên không bao giờ ăn hối lộ của ta mà cũng không xài được nữa. Phải để tiền nạp quý ấy mà trợ cứu cho những người lỡ đường đấu trách tàn tật. Điều thứ bảy, nếu biết mọi việc chi về sự đời hay đạo đức, ta phải suy xét cho minh lý rồi sẽ phán đoán việc ấy. Điều thứ tám, tấm tắc ta phải thương yêu lẫn nhau như con một cha, dìu dắt lẫn nhau vào con đường đạo đức. Nếu ai dự đặng chọn lành chọn sáng, về nơi cõi Tây Phương an dưỡng mà học đạo cho hoàn toàn, đặng trở lại cứu vớt chúng sanh. Tất cả thiện nam tín nữ trong tôn giáo nhà Phật, đức dạy dạy việc nam thường coi kệ giảng mà giữ gìn phong hóa nước nhà, giữ những tục lệ chân chánh, bỏ tất cả những sự dị đoan mê tín thái quá mà làm cho đạo đức suy đồi. Đạo Pháp thường hãy dùng giới hòa xét người có cúng thành thánh nào,
thánh không bao giờ dùng mở lậu mà tha tội cho ta, quỳ nếu ta làm tội sẽ hưởng tội, còn những hạng ngang đầu cung kiến mà làm bất tịnh là tà thần. Nếu ta cung kiến hãy thì chúng mình quen sẽ hiểu hại ta. Điều thứ sáu, ta không nên đốt giấy tiền vàng bạc chứ quần áo đốt tiền vô lý quỳ khỏi nghi dân, không bao giờ dùng mở lậu mà không bao giờ ăn hối lộ của ta mà cũng không xài được nữa. Phải để tiền sẵn với đấy mà đỡ cốt cho những người lỡ đường nói dắt tàn tật. Điều thứ bảy, đứng trước mọi việc chi về sự đời hay đạo đức, ta phải suy xét trong tâm lý rồi sẽ phán đoán việc ấy. Điều thứ tám, tâm tánh ta phải thương yêu lẫn nhau như con một cha, dịu dắt lẫn nhau vào con đường đạo đức. Nếu ai giữ lạnh trọng lành trọng sáng để nói cõi tinh thương an dưỡng mà học đạo cho hoàn toàn thành trở lại khu giới trung thành, tất cả thiện nam tín nữ trong tôn giáo nhà Phật lúc đảnh diệt ta đồng coi kẻ giảng mà giữ gìn không quá nước già, với những tục lệ ta tránh khỏi tất cả những sự dị đoan mê tín thái quá mà làm cho đạo đức chi lòng đạo pháp thường khai dung chết hòa. Xét người cho tội xét thân ta, nếu người rõ thành vui lòng thứ, ta thứ được người người thứ ta. Nam mô A Di Đà Phật. À, cha xin hỏi cái thánh đồng đạo ở phía dưới ngồi ở cái hàng ghế đá đó, vừa qua đồng đạo đổ nhân kẻ, tôi gọi là đồng đạo sáu pháp của mình là đồng đạo tới đường thành cấm có chặt từ nào không? Không có chặt từ nào, tôi có kêu tôi có cái uống nước trà nè, hai chậu hả? Tôi đang nhớ từ gì không? Ở bên cái định ta chặt phải nói rõ từ chứ mà hỏi lại sao giờ? Nè bên giám khảo nè, chặt hai từ gì? Chữ dẫn là có điều thứ ba anh thiên vô. Điều thứ ba ta chẳng nên ăn xài chữ dẫn. Chữ cuối ấy, cái phúc cơ. Nó đúng hơn á là tám điều ra cấm, mặc dù rất là đơn giản nhưng rất là khó nhớ. Tính ra ông học tháo khóa mà còn quên một từ là ông đổi đó. Chúng tôi rất là học tháo khóa mà tôi quên nhấp từ lên trên. Ông gì là ông đổi lắm rồi đây. Cho nhà có tay nó đi. Rồi tiếp tục. Bây giờ thành viên nào có cử là tiên, tên gì tên gì? Con tên gì? Rồi chúng tôi xin trang trọng kính mời đồng đạo Dí đại diện cho cái lớp học viên. Rồi kính lễ đứa thầy. Kính lễ đứa thầy con. Kính lễ đứa thầy. Đây nè. Mời đồng đạo Dí. Xá hay xá. Rồi quay xuống. Quay xuống chào. Quay xuống. Quay xuống áo bầu chào đồng đạo xuống như thế nè. Rồi mời đồng đạo bắt đầu. Con tên gì là Chí? Con tên là Đạm Đức Chí. Đạm Đức Chí. Đạm Đức Chí hả? Con tên là Đạm Đức Chí. Rồi con niệm Phật con đọc đi. Điều thứ sáu, ta không nên đốt cái tiền vàng bạc
Con tên gì? Nhưng mà thông báo tình hình
Nếu mà tình hình mà cái số học chi phí này mà chuẩn bị đặt một cuộc trả được năm cấp hết á, là một hàng cao tôi xếp cho tôi giá là 8 triệu á. Ủa nó có 8 triệu này có 8 đối vị. Cảm ơn nếu một đối vị thì vừa đi lên đây không? Để dành dụng là tôi xếp dưới như mà con có là tôi cao đó chính là mỗi đối vị 2 đối vị. Còn 2 đối vị ra luôn thì nhà ăn nó khá khác ra là tính được. Được không? Được không? Nếu được nhà có 2 đi, cái tổ hợp mới em cũng lắng nghe. Rồi vậy chúng tôi xin trân trọng kính mời đồng đạo Trần Thanh Hoài. Trần Thanh Hoài á, mời lên, mời lên. Chiếc này mời lên, mở mắt đọc lại. Chứ hôm qua đọc thấy căng lắm rồi. Hôm qua đây chứ. Vậy thì để cho đồng đạo cho tới lúc thầy thông cái hướng nhà đồng đạo chúng ta cho nhà hướng lên thì là lớn nha. Ủa hôm nay là đám mấy. Này, cái này đồng đạo. Anh mới đưa đứa em nó đọc quá giỏi mà mình còn nhớ mình hơi run. Rồi để cho tĩnh tâm lại. Vô liền. Lời khuyên bổn đạo. Khi đã có giảng thì phải tự xét mình và sửa sang những thói hư tật xấu. Mình làm lỗi thì dứt bỏ và giữ những điều ngay ngắn sau đây. Điều thứ nhất, ta chẳng nên uống rượu cờ bạc ác vị chơi bời các đàn ý mà giữ cho tròn luôn luôn tan can một thường. Điều thứ nhì, ta chẳng nên lười biếng. Phải cần kiệm xuất sắc, lo làm ăn và lo tu hiền chân chất. Chẳng nên gây nổ lẫn nhau, hãy tha thứ tội lỗi cho nhau trong khi nóng giận. Điều thứ ba, ta chẳng nên ăn xài kinh dọn cho thái quá và lợi dụng tiền tài mà đành quên nhớ nghĩa và đạo lý. Đừng ích kỷ và xung phụng, kẻ giàu sang phụ người nghèo khó. Điều thứ tư, ta chẳng nên kêu trời bậc thần thánh mà sai hay đột vì lửa vì thần thánh không ngang phạm đến ta. Điều thứ năm, ta chẳng nên ăn thịt trâu chó bò và không nên sát sanh hại vật mà cũng thần thánh nào. Vì thần thánh không bao giờ dùng hối lộ mà tha tội cho ta. Vì nếu ta làm tội sẽ hưởng tội, còn những hạng thánh đòi cúng kiến mà làm hết định là tà thần. Nếu ta cúng kiến mãi thì chúng ăn quen sẽ hại nhiều ta. Đừng có hại ta. Điều thứ sáu, ta không nên đốt cháy tiền vàng bạc giấy quần áo mà tốn tiền vô lý. Vì cõi dư dương không bao giờ ăn hối lộ của ta mà cũng không xài được nữa. Phải để tiền lãng quý đấy mà trợ giúp cho những người lỡ đường đối chất tàn tật. Điều thứ bảy, đứng trước mọi việc chi về sự đời hay đạo đức, ta phải xin xét cho minh lý rồi phán đoán về cái. Điều thứ tám, tóm tắt ta phải thương yêu lẫn nhau như con một cha, vì dắt lẫn nhau vào con đường đạo đức. Nếu ai giữ đậm trọn lành trọn sáng, về nơi cõi Tây Phương an dưỡng mà học đạo cứ hoàn toàn đã trở lại cứu vớt chúng sanh. Tất cả thiện nam tín nữ cho tôn giáo nhà Phật ước rảnh diệt, nên thường coi cậy dạng mà giữ gìn không quá nước nhà. Giữ những tục lệ chân nhắn, bỏ tất cả những gì do mê tín thái quá mà làm cho đạo đức suy rồi. Đạo pháp thường hãy dung giới hòa, xét người gió còn xét thân ta. Nếu người rõ vẫn vui lòng thứ, ta thứ được người, người thứ ta. Thôi là hay quá anh ơi, thì trời quá anh ơi. Đã qua đọc thêm từ 3 chữ bữa nay, anh thay chữ 3 chữ thôi, khó là ngồi dẫn. Đúng rồi anh. Đâu có, cái lời kia là hỏi tự thôi. Giữa hại ta mà ta giữa hại thôi, nó khác nhau thôi, hỏi tự vô là sai.
ta cũng kiếm cần mà đủ sự không có sai ơi, giữ hại ta, ta giữ hại rồi đó. Rồi tôi đi bạc luôn ha. Nói chung lại á, trong khi luôn là nó sẽ mắc, khi anh tập cái điểm thứ năm đó là như là cái tim lúc này nó mới bớt rồi. Rồi cái tim là bớt thở rồi cho nên chọn là phải chạy nội rồi. Đó, vì vậy cho nên hay có, bây giờ tôi đi tất cả những hành vi tác lực anh tập xong rồi, chúng tôi xin mời các bên đây phải đi. Xin mời ông Nguyễn Văn Lâm đi. Dạ. Ai? À, ông ngồi đầu bàn lên trước. Rồi cái gì đầu bàn lên trước là chưa? Tập đầu bàn lên kêu. Rồi đầu bàn kêu xong tới lên tới cuối bàn kêu là vậy phải tới á. Rồi đầu bàn lên trước. Thấy giờ cái đầu bàn nhiều không? Cho nên xin mời ông quý nhân lên lên đây đọc lại tám điều lên cấm. Mà trước đây là hình như là anh chắc lịch là từng đọc cái đường lên cấm chưa để lại không? Là có một lần là con là khổ phải không? Rồi bây giờ đi như vậy đi. Có lẽ chắc thành công, không bao giờ thất bại. Đại này là ông trường mình nghe sắp. Rồi đây là ông chắc lịch tức là sáu máy, chắc là mạnh. Có thể đọc cái đường lên cấm chưa để lại không cần cầm khổ. Chỉ có thể đứng máy thôi. Bây giờ là bà thầu tỉnh táo không còn bị yêu quên mắt này, bây giờ bóng tay nha. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa quý vị, tôi biết tên quý cô danh Phong Mộc. Tôi được sự của ban tổ chức quan tâm cho đợt này là tuyên bộ đạo. Nam mô A Di Đà Phật. Lời tuyên bộ đạo khi đã có dạng thì phải tự chết mình. Mình làm lỗi thì thầy khi đã có dạng thì phải tự xét mình và sửa sang những thói ức tật xấu. Mình lầm lỗi thì trước bỏ và dựng những điều gắn trong sau đây. Điều thứ nhất, tâm chẳng thân ôm rượu cờ và á vị cứ lời theo đàn tiếng. Phải giữ cho tròn lương lý tam can ngụ thường. Điều thứ nhì, ta chẳng thân lười đến phải cần kiệm tốt chắn cho làm ăn và lo công nghiệp chất chắn chẳng nên gây gỗ lẫn nhau hại tha thứ tội lỗi cho nhau trong khi không giận. Điều thứ ba, ta chẳng ra lăng xài chứng dọn cho thái quá và lợi dụng tiền tài mà làm muốn nhân nghĩa và đạo đức nên ích kỷ và phúc phận kẻ giàu phụ người nghèo khó. Điều thứ tư, ta chẳng nên kêu trời Phật mà sai hay hoặc nguyền rủa. Điều thứ tư, ta chẳng nên kêu trời Phật bằng thánh mà sai hay hoặc nguyền rủa vì bằng thánh không ngăn phạm đến đâu. Điều thứ năm, ta chẳng nên ăn thịt trâu chó bò và không nên sát sanh hại vật mà cúng thành thánh nào vì thành thánh không bao giờ dùng hối lộ mà phát tội cho ta. Vì nếu ta làm tội sẽ hưởng tội, còn những hạng ăn cầu cúng kiến mà làm hết bệnh là tà thành. Nếu ta cúng kiến lại thì chúng ta quen sẽ nhiều hại ta. Điều thứ sáu, ta không nên đốt cháy tiền vàng bạc cháy quần áo mà đốt tiền dấu lý vì gọi thiên nhiên không bao giờ ăn hối lộ của ta mà cũng có xài được nữa. Phải để tiền lãng phí ấy mà trợ cứu cho những người lỡ đường tối cách tàn tật. Điều thứ bảy, chính chúc mọi việc đi về sự đời hay đạo đức ta phải suy xét cho hết lý rồi sẽ bán đó việc ấy. Điều thứ tám, tốt nhất ta phải thương yêu lẫn nhau như có một gia đình
nhiều dẫn lẫn nhau giàu có đường đạo đức. Nếu ai chịu lặng chọn lành chọn sáng giờ nói gọi tay quân an dưỡng mà học làm có hoàn toàn tạm trở lại xuống giấc chúng sanh tất cả thì nam tính nữ trong tôn giáo nhà Phật lúc gặp gì nên thường coi kệ giảng mà giữ gìn phong quán nước nhà giữ những tục lệ chân cắm bỏ tất cả những sự dị đoan mê tín thái quá mà làm cho đạo đức suy đồi đạo pháp tường hạ nhân giai vào xếp người đạo pháp thường
tuyệt vời quá anh ơi, hay quá anh ơi, nam giả rất là hay. Không, giống nhau từ một nghĩa để là các nữ lên nghĩ sao giàu được rồi. Rồi còn ai nữa không? Rồi sang xin trân trọng kính mời đồng đạo Võ Sang trải nghiệm qua rất nhiều thành công hơn đó. Chưa nào nói đây nha. Nói chung là chúng ta học để mình chỉ lại cái lượng từ mà mình lỡ mất, mình chỉ cần chỉnh được cái gì sao là được. Nam mô A Di Đà Phật. Lời tiên bổ đạo, khi đã có dạng thì phải tự xét mình và sửa sang những tối lương tập xấu. Mình lầm lỗi thì dứt bỏ và dụng những điều răn cấm sau đây. Điều thứ nhất, ta chẳng nên uống rượu cờ bạc ác thiện chơi bời theo đàn lý. Ta giữ cho đòn nâng lý lan can buồn thường. Điều thứ nhì, ta chẳng nên lười biếng phải cần kiệm số sắn lo làm ăn và lo công việc chơi chắc. Chẳng nên gây gỗ lẫn nhau hại tha thứ tội lỗi cho nhau trong khi nóng giận. Điều thứ ba, ta chẳng nên ăn xài kinh dọn cho thái quá và lợi dụng tiền tài mà quên nhân nghĩa và đạo lý. Đừng ích kỷ và sức phụ kẻ giàu sang phụ người nghèo khó. Điều thứ tư, ta chẳng nên yêu trời Phật thần thánh mà sai hay gọi quyền của vì thần thánh không can phạm đến ta. Điều thứ năm, ta chẳng nên ăn thịt trâu chó bò và không nên sát sanh hại vật mà cũng thần thánh nào vì thần thánh không bao giờ dùng mỗi lợi mà tha tội cho ta. Vì nếu ta làm tội sẽ hưởng tội, còn những hạn ác tội cố kiến mà làm bất định là tà thần. Nếu ta cũng biến lại thì chúng ăn quen sẽ điều hại ta. Điều thứ sáu, ta không nên đốt giấy tiền vàng bạc chế quần áo mà tốn tiền vô lý. Vì gọi chiêu chương không bao giờ ăn hối lộ của ta mà cũng không xài được nữa. Phải để tiền lãng phí ấy mà trận uống cho những người lỡ đường đối cách tàn tật. Điều thứ bảy, đứng trước mọi việc chi về sự đời hay đạo đức, ta phải xin xét cho minh lý rồi sẽ phán đoán như thế. Điều thứ tám, tôi bắt ta phải thương yêu lẫn nhau như con một cha, dìu dắt lẫn nhau vào con đường đạo đức. Nếu ai dự định chọn lầm chọn sai, về hết khỏi cái khuôn ngang dựng mà học đạo cho hoàn toàn tạm trở lại cứu nhớ chúng sanh. Tất cả thiện nam tín nữ trong tôn giáo nhà Phật lúc đảm nhiệm nên thường coi kệ dạng mà giữ gìn vô quá trước nhà, giữ được tục lệ trơ trắng, bỏ tất cả những sự bị đông mê tín thái quá mà làm cho đạo đức suy đồi. Đạo pháp thường hay chung giới hòa, xét người cho khổ xét thân ta, nếu người rõ phận vui lòng thứ, ta thứ được người, người thứ ta. Nam mô A Di Đà Phật. Quá tuyệt, những câu cảnh tỉnh âm thanh này là một bài pháp được thắng từ bây giờ sau rất là tốt này. Đây bây giờ là xong hàng ghế bên đây, chúng tôi xin mời hàng ghế bên dưới đi. Ai mở đứng trên tay lên đây. Ừ, cái nguyện đi. Từ đấy là hợp đúng không? Đấy thì không chỉ về điều không gọi cho tôi tiếp tục. Cái này là cho thành viên chỉ là thắng quà thắng luôn. Cứ mỗi bước là cái gì là hai cuối cùng, hai cuối cùng là cho quà tới. Cái quỹ này đem cho ai khác nhớ là cho tôi biết mình trở cho ai khác người vậy. Rồi xin mời đồng bào dưới lên bắt đầu với lễ thay. Rồi xin chào mọi người. Rồi bây giờ chào các bạn đi. Rồi bắt đầu. Rồi con chỉ cần nói lên và niệm Phật học cho tám điều tam cấm.
lỗi nhau, xảy ra hơi thừa lỗi cho nhau nhưng khi không giảm. Điều thứ ba, ta giảm hơi lười. Điều thứ ba, ta giảm hơi ăn xài, tiêu dọn, cho hết quá và lợi dụng tiền tài mà làm quên nhân nghĩa và đạo lý, được ích kỷ và sư phụ cây giàu sang, bộ người nghèo khó. Điều thứ tư, ta giảm hơi kêu trời Phật thằng hết mà sai hay mặc gì nữa, vì thằng hết không bao giờ can phạm đến ta. Điều thứ năm, ta giảm hơn ăn thịt trâu, chó, bò và không có sát sanh hại vật mà cứ cho hàng thánh nào, vì hàng thánh không bao giờ dùng hối lộ mà tha tội cho ta. Nếu làm tội sẽ hưởng tội, còn những hạn ăn đồ cúng kiến mà làm hết tội là cả hàng. Nếu ta cúng kiến mãi chúng ta quen nên hiểu hại ta. Điều thứ sáu, ta không có đốt chiếc tiền vàng bạc trái quần áo mà có tiền như ý, vì cõi diêm vương không bao giờ ăn hết lộ của ta mà có tiền như ý, mà không xài được nữa. Cái này nó làm cái mặt mạnh nó hết thì rồi.
Thưa Tú Linh. Rồi, xin ngay chào mọi người tạo thành. Chào mọi người làm hai con, chào mọi con. Rồi, xin chào mọi người bạn nha. Nếu bạn có thể là bây giờ xin thông báo chúng ta tạm dừng chương trình thôi mà các vị đã bây giờ tiếp tục chương trình hai là ăn bát canh và đang hoàn thành toàn thể tất cả các vị qua bên phía bên tay phải bên đây để ăn bát canh buổi tối và xin mời bộ phận phát thanh khán giả chúng ta tiếp tục lên đại đoàn về những đoàn khán giả chúng ta với thầy bây giờ thông báo cho đoàn đội lý nào thông báo chung cho tất cả đồng đội chiến vào ngày mai nha bắt đầu trở lên trên đây đọc một lần nữa ai mà đọc chung lấy gì dưới đi để trên cao nghe được để thấp nha lấy gì dưới đi để vô trong cặp đứa nào mà đọc không chúng là không có cái gì mà